Hôm nay thì mình và chia sẻ cho anh em thì với những cái khu vực này là cái khu vực mới của sở mới, chủ sở cũ của nó thì ở ngay chỗ bệnh viện của Đồng Hỷ. Và chúng tôi rất là mong muốn là chia sẻ cho anh em đối với cái ngành mà chúng ta thấy được rằng là nói về bất động sản này, thì thường thường là nó có những cái điểm mà chúng ta thấy được rằng là khi mà các cái trụ sở mà xây dựng chuyển ra những cái phần đất nhà dân đấy, đây là khu mới, và những cái khu này nó sẽ thể hiện cho chúng ta thấy được rằng là nó sẽ lôi kéo được những người dân, những cái dự án đến gần những khu vực này để phát triển. Cho nên là đấy cũng là một trong những cái dịch chuyển rất là tốt trong cái việc là phát triển cái khu vực này. Khu vực này trước đây ấy, thì nó rất chi là thưa và không có người mấy, thỉnh thoảng thì lác đác một vài hộ dân ở đây thôi, còn đâu vẫn là đồi núi. Và hiện tại bây giờ thì khi mà cái trụ sở của Ủy ban huyện Đồng Hỷ mọc lên đây rồi thì vừa qua cũng đã sinh ra khá nhiều các cái dự án ở xung quanh cái trụ sở này, đặc biệt là khu dự án của Gò Cao, dự án tái định cư và đối diện cái khu trụ sở của huyện Đồng Hỷ này thì cũng đều là các dự án đấy. Thế cho nên là chia sẻ cho anh em thì một trong những cái giá trị về phát triển thì thường thường là chúng ta sẽ thấy được rằng là nó phát triển một cách rất là rõ ràng, đúng không ạ? Con đường phát triển, từ đường cũng mở rộng rất là nhiều đường, giao thông rất là thuận lợi. Hai nữa là các dự án, như quý vị cũng đã thấy rồi, một cái trụ sở nó mọc ở đây rất là mới. Và hiện tại bây giờ thì các cái dự án xung quanh cũng đã có khá là nhiều. Thế cho nên là tương lai ở khu vực này thì đương nhiên rằng là nó sẽ mang lại cho chúng ta được cái phát triển ở khu vực này rất là tốt. Cho nên là cái việc mà đầu tư bất động sản ở khu vực này thì tôi nghĩ rằng nó sẽ là một cái điểm nhấn cho các nhà đầu tư. Và những cái việc mà đầu tư sớm thì nó sẽ có cái giá thành rất là rẻ. Còn nếu như chúng ta để nó phát triển tốt rồi thì chúng ta sẽ đầu tư, thì lúc đó là cái giá thành nó cũng đã đội lên rất là nhiều. Và cái tỷ lệ lúc đó chúng ta lựa chọn nó cũng sẽ rất là khó, đúng không ạ? Hiện tại thì như quý vị cũng đã thấy rồi, nói về đầu tư bất động sản trong cái thời kỳ này cũng là một trong những cái thời kỳ cực kỳ phức tạp và cực kỳ là khó khăn. Bởi vì là vừa qua thì thị trường bất động sản nó cũng đang từ trên đỉnh mà nó đang tụt xuống đến tận đáy rồi. Cho nên những người nào mà bắt được đáy ở cái thị trường này và họ đầu tư thì chắc chắn một điều rằng là họ sẽ mang lại cái giá trị thành công rất là tốt. Trong cái việc đầu tư bất động sản thì chúng tôi rất là mong muốn là chia sẻ cho anh em lý do tại sao người đầu tư bất động sản bây giờ bắt đầu người ta mới đổ vào mua những cái tài sản, những cái mảnh đất giá rẻ để họ bắt đáy được một cái thị trường mới, và họ chờ đợi 1 đến 2 năm sau thì cái thị trường nó bùng nổ lên, tiếp tục họ lại ra hàng. Thì đó là cái nhu cầu phát triển về bất động sản. Cho nên là nhiều người đầu tư bất động sản thì chết, nhưng nhiều người đầu tư bất động sản thì nó lại rất là thành công. Cho nên là cái việc mà đầu tư bất động sản đem lại cái giá trị lợi nhuận cao thì chúng ta phải đầu tư đúng vào thời điểm, và chúng ta ra đúng thời điểm thì chúng ta mới phát triển được. Còn nếu như chúng ta mua không đúng thời điểm thì chắc chắn một điều rằng là chúng ta sẽ ảnh hưởng rất là nặng nề. Chúng ta mua không đúng thời điểm và chúng ta ra không đúng thời điểm, chúng ta cũng sẽ bị chết, đúng không ạ? Đấy là cái giá trị khi mà đầu tư bất động sản. Và chúng tôi thì luôn cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những cái video của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn luôn luôn may mắn và thành công. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.